Phan Công Khanh bị tố mượn siêu xe, bán hơn 24 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Phan Công Khanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn K Super cùng đồng phạm bị tố cáo mượn siêu xe Brabus 800 để trưng bày ở showroom quận 1 nhưng sau đó bán xe này giá 24,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Quá trình điều tra mở rộng vụ án Phan Công Khanh, 29 tuổi, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, tức Khanh Super và Mohamed Jaffa, 27 tuổi, quê An Giang, phòng cảnh sát hình sự PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều người là nạn nhân đến trình báo việc bị Phan Công Khanh cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền bán xe. Công an tạm giữ 8 chiếc siêu xe liên quan đến vụ án Phan Công Khanh lừa đảo. Cụ thể, theo đơn tố cáo của anh LTS, ngụ thành phố Long Xuyên, An Giang, tố cáo Mohamed Jaffa cùng đồng phạm có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, tháng 1 năm 2023, Mohamed Jaffa giới thiệu anh S mua xe ô tô BMW biển số 72A60602 với giá 1,8 tỷ đồng. Anh S cho anh T đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô. Đến tháng 4.2023, Pha liên hệ với anh S mượn xe BMW này để đi, thì anh S đồng ý và nói nếu có người mua lại xe được giá thì bán và Pha không được tự ý bán hoặc cầm cố xe ô tô này. Sau đó, anh S gọi cho Pha nói tình trạng xe có bán được hay chưa thì Pha nói dối với anh S là xe vẫn đang được Pha sử dụng đi lại hàng ngày, nhưng thực tế Pha mang ô tô BMW đi cầm cho anh H lấy 1 tỷ đồng. Sau khi đọc thông tin trên báo chí, anh S biết Phan Công Khanh và Pha bị bắt nên đi tìm hiểu mới phát hiện sự việc nên làm đơn tố cáo đến PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, Gia Pha đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên. Đến nay công an đã thu giữ xe ô tô hiệu BMW và giấy đăng ký xe. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận đơn của anh P ở tỉnh Kiên Giang tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng phạm trong ngày khai trương showroom ở quận 1. Khanh mượn siêu xe Brabus 800 để trưng bày. Qua tìm hiểu, ông P phát hiện giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn K Super cùng nhân viên đã bán xe này cho cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh giá 24,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Chưa dừng lại ở đó, sau khi Khanh Super bị bắt, một số cửa hàng kinh doanh cũng tố cáo người này thiếu hàng trăm triệu tiền đặt hoa, thuê xe, tiền công của nhóm thợ đã xây dựng showroom. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Công Khanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mohamed Jaffa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ 8 chiếc siêu xe liên quan đến vụ án Phan Công Khanh lừa đảo, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan. Trước khi bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phan Công Khanh, tức Khanh Super, được nhiều người biết đến với biệt danh vua bóng chuyền phủi. Sau đó Khanh kinh doanh ô tô hạng sang có tiếng và sở hữu một showroom ở quận 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.